rất là kiểu buồn bực và bị stress rồi này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xài vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. À, thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài hoài. Drama lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Trời, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang, năm nay 28 tuổi, hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi, cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa làm sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau á là lúc 7 năm về trước rồi thì gặp nhau quán pub. Dạ, ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa, rất là giống BD luôn con. Rất là giống BD luôn. Hai đứa, tại hai đứa mang đồ body, mang đồ body rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi vậy hả? Đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Xí xí cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi chung? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À, không, giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi, vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bàn ảnh thì hai bạn cứ chơi vậy, đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD, thì cứ kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn, anh như qua bên này chơi với em đó, kiểu như vậy là qua chơi, mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình, xong ảnh vào ảnh nhắn tin. Ảnh say hi là là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa, chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao? Con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái xong mà nhảy nhót vậy lắm đúng không? Dạ, không phải nhảy nhót như cái miệng á, cái miệng nói dữ á. Sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái xong mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác, mà cuối cùng á thì luôn. Mình vớt luôn. Ủa sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng, thấy uổng, cái xong nghĩ lại cái sao vớt lại. Ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Bạn đó là người Úc hả? Dạ, bạn đó là người nước ngoài luôn cho con. Tại bạn đó, bạn thân của ảnh ở bên Úc á, thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà, thì đầu tiên á thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba thì mình đứng kế anh tay, rồi mình kiểu mình vịn tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này, là cái đầu buổi là anh kia mà cái cuối buổi là anh này, cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng, thì anh tay kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Càng nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu, tại vì thật ra giữa con với là anh Tây đó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay gì hết, trong những cái giai đoạn mà kiểu vui vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong mà cũng kiểu khá là gây cứng với lại cái anh Tây kia, kêu ra ngoài nói chuyện, xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc đầu bị 50-50 con. Dù là cũng mới con hỏi ý ghê, bạn con nữa đó. Bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này? Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh Tây á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress rồi này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Dính vậy chắc cũng nhanh lắm đúng không con? Dạ cũng 2 tuần. Trời ơi, chưa tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước lâu đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Rồi các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Cái cột mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường, thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8 thì con bên Phú Nhuận á, thì có đưa con về, nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày em nói không hiểu tại sao rất là mệt, và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy, chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn, mà lần đầu tiên con bị đè, cho nên là con rất là sợ, mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á.
khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mất ướt tại con phải tiếp bánh bèo. Ừ. Mà không thể nào con ngủ lại được nữa. Thì anh mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Dạ. Không, cái lúc đó là chưa. Dạ, về bến về nhà con. Dạ, ngủ tạm vài hôm cái về nhà lấy vài ba bộ đồ cái qua ngủ tạm vài hôm. Cái vậy đó cô cứ 1 tháng là full cái tủ đồ. À luôn. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đè nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Khi mà hai đứa sống thử với nhau á là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không? Cũng tại vì chia tay trên dưới 8 cũng nhiều tại vì từ nhỏ con ở nước ngoài xong rồi cái lối sống với lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống, nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài ra ma lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Thôi bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mặt drama nhất á, đó là cái trận nào? Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có. Đó có là. Đó thì trận nào? Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Tại vì cái tính anh này á rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Có lần hôm đó mà tức tới nổ mà kiểu ảnh không có ở nhà nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì, rồi mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở. Thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi, mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dạy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Anh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót, ôm vô lòng đó đúng không cô? Không. Lạnh lùng luôn. Chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Cũng sợ, cũng buồn nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm mà cái sự đơn giản đó là tâm như đây con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Thì lúc đó ảnh chia tay luôn thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá rồi lại đi pub chơi với bạn. Thì xỉn quá mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều. Mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống là say nào không hay mà cứ say lên xong rồi nít ơi, cứ nít ơi. Tại vì anh này, con hay kêu anh là nít. Rồi con khóc lóc rồi con thế này thế kia rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu. Rồi mới gọi điện thoại cho anh lên, cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về. Cái quan sát hôm sau bình thường lại. Bình thường là chị theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà đó hết sĩ diện rồi. Hết sĩ diện là bây giờ còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là anh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn, ảnh thay đổi rất là nhiều. Vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Tụi con có baby chưa? Dạ, dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ một ạ. Như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng rồi. Còn... bây giờ Giang trước đi, tật xấu của Hưng là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên không mát lòng mát đa em. Nên tật xấu thì chắc cũng chút rồi. Dạ những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ mà được làm những gì cái điều không có. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống, mà con thì rất là ít nói, mà bạn này nói rất nhiều cái xấu rồi. Đó là tật xấu đó, đó. Dạ. Thấy chưa, nói nhiều. Dạ. Nói nhiều là tật xấu rồi, mà nói cái gì cũng trúng cái tật điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng đúng. Mà là nói trúng đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá là cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Nghe nè, rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang nữa. Yep. Cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang. Nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Không, về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà con nói là trời ơi, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó đúng không? Dạ, ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi, còn lộng ở nhà lộng lẫy kêu xa nhưng mà về nhà là rất hết là sức lộng. Là giản dị đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy á, thực ra là nó không phải là tật xấu đâu, nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa?
Giờ cũng qua một thời gian cũng đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi. Như vậy đó là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ con đầu tư vô vợ con nhiều lắm. Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặn ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên, chỉ vì cái thái độ không thôi đó. Thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi, chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Hay im lặng, không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau. Nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn. Và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn. Có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết. Tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai, cái tôi nó cũng cao quá. Nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai? Không ai nói tới ai luôn. Con cũng rất là lì. Con cũng không phải dạng dừa gì. Mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ, khó chịu lắm. Kiểu ảnh không biết nói gì á. Chứ không phải là kiểu ảnh cố tình làm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi. Thì vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính á. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn. Tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Dạ. Con thương thì con rất là thương, nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm, lo lắng cho vợ, cho con thì ảnh. Anh con cảm giác là anh thương con hơi nhiều hơn là con. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không à? Chứ cái việc đó là việc đàn ông phải làm rất là nên. Không, ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không? Giống như con bị vô tư quá cũng không được, tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì? Là ảnh là người ít nói. Tức là ảnh rất thương, ảnh rất ấy, nhưng mà tại vì ảnh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con đó. Tại vì sẽ sống với nhau cả đời, chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Dạ. Cả đời người. Dạ. Cảm ơn Giang với Hưng. Dạ. Đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em hồi hộp quá. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để cho cô dâu bớt hồi hộp. Dạ, em tên là chị Quý. Em năm nay 33 tuổi. Công việc hiện tại của em đang làm kế toán. Kế toán. Em tên Nguyễn Tiến Cường, 33 tuổi. Kỹ sư điện lạnh. Các bạn gặp nhau ở đâu? Hai đứa em thì học với nhau từ thời tiểu học. Bạn ấy là làng khác, em làng khác. Mà hai làng thì ghét nhau lắm. Thì cho hỏi một câu hỏi là hai bạn là quê đâu? Tụi em ở Nam Định ạ. À, Nam Định. Rồi coi như là cấp 1 là ghét nhau thôi, còn tới cấp 2 là đi đến giai đoạn là đánh nhau đúng không? Không, cấp 1 tụi em ghét. Cấp 1 vẫn đánh nhau thôi. Nghĩa là từ ban đầu là em đã có sự xấu đúng với ông này. Đúng rồi, từ lớp 1 đến lớp 12 nói chung là ghét nhau lắm. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì tụi em cùng vào trong Sài Gòn học, không bao giờ tụi em liên lạc với nhau. Em mới thấy một cái điều là ghét nhau 12 năm mà giờ lấy nhau lạ. Đó. Bây giờ đang muốn hỏi cái quá trình mà làm sao nó biến đổi từ ghét mà thành thương. Tại vì có một người bạn hồi cấp 2, bạn ấy học chung với em thì em thân với bạn đó. Lên cấp 3 thì bạn đã lại thân với anh chàng này. Khi mà bạn nó từ Hà Nội vào công tác, bạn đó có rủ em đi uống cà phê gặp bạn tên bạn Cường. Thì đứa bạn ấy nó gọi bà đi lên gặp đứa bạn cũng học cùng. Thì em mới hỏi là đứa nào, nói là con Quý. Thì em mới hỏi con Quý nào, thì mới nói ra là ở làng Cốc. Thì em mới nhớ ra. Sau đó thì em cũng vào thì đi, nhưng mà em lên thì cô bé này lại cũng không có vui vẻ lắm. Coi như là gặp lại rồi cũng vẫn dạ, cũng vẫn không ưa vậy luôn á. Cũng nhiều lần thì đứa bạn đó nó cũng rủ đi chơi, họp mặt đồng hương bạn bè này nọ thì cũng miễn cưỡng phải gặp nhau thôi. Rồi đến khi nào thì bạn mới có cảm tình với cô này? Tụi em gặp lại nhau năm 2004 thì đến 2007. 3 năm sau. Cái thời điểm đó là anh chàng này cũng hay nhắn tin qua lại với em á. Em cũng có hỏi là bạn có bạn gái chưa? Bạn này bạn nói là có nhưng mà chia tay rồi. Quen đến khi mà được 2 năm rồi thì vô tình đến nhà anh chơi, mà hồi đó là phòng trọ anh ở chung với mấy bạn. Thế bữa đấy các anh mới rủ em đi uống nước. Anh bảo ủa em với Cường yêu nhau rồi hả? Thế em mới trả lời là dạ đúng rồi. Thế anh bảo chứ có biết là nó có bạn gái rồi không? Ừ đó sao? Em buồn lắm. Không nghĩ là như thế. Tại em nghĩ là anh chàng này cùng quê với mình, lại học chung, lại còn bạn thân với bạn thân của mình nữa thì chắc không dám lừa mình. Cũng trót lọt được 2 năm luôn hả? Thời gian đó thì đúng là cũng có chia tay, nhưng mà nó chưa có dứt điểm được. Chưa dứt điểm? Dạ, lưỡng lự với hai bên. Thì công việc của em cũng thuận lợi, cái là hay đi công tác tỉnh, nên em cũng phân chia được các ngày lễ ngày, nên là cô rất là tin. Có nghĩa là anh bắt cá hai con.
Bắt cái hai tay nhưng mà lý do rất là chính đáng mà lại có quyền bắt theo cảm xúc. Có nghĩa là cái lễ này mà tự dưng thích đi, cô này sẽ nói cô kia là anh đi công tác. Đó. Thích đi cô kia nói cô này anh về nhà ba má, đúng không? Vậy thì bao lâu thì hai người mới bắt đầu làm lành? Em nhắn chia tay và em dứt khoát luôn. Em suy nghĩ là chia tay thì thôi, không có vấn đề gì cả. Trong mấy vài ngày sau em cũng suy nghĩ bạn gái kia thì mình cũng chắc chắn là mình sẽ chia tay, còn cô bé đây thì lại cùng quê rồi cùng cảnh hoàn cảnh rồi hiểu nhau rồi đặc biệt có cái Giang Khánh cũng thấy thương thương nên là liên tục tấn công cô này là bằng tin nhắn và gọi điện nhưng mà cô lại không nghe máy. Đến bao lâu đến bao lâu thì mới làm quà? 7 tháng. Lúc đó có nghĩa là hai bên đã hiểu nhau rồi. Dạ. Vậy thì các bạn bao lâu thì mới tiến tới hôn nhân? 2 năm. Sau khi lấy nhau thì có phát hiện bất ngờ gì về ông chồng không? Quá bất ngờ luôn anh ơi. Ông có một cái tật là ham nhậu hơn là ham rượu. Cái đó là cái bệnh chung của đàn ông rồi. Tự nhiên chung à? Chưa gì cái binh vực à. Chuyện thường xuyên xảy ra và thậm chí lúc em mang bầu cũng vậy nữa. Cứ đang chở vợ đi dạo hoặc đi chơi thì có điện thoại gọi rủ đi nhậu là rồi. Thôi em xuống em bắt taxi em đi về trước đi. Hả? Em đi nhậu với bạn anh chút. Có nghĩa là nhậu bỏ vợ giữa đường luôn hả? Dạ. Trời ơi. Thậm chí là đang đi tiệc cùng với nhau á mà anh muốn đi tăng 2, tăng 3 với bạn nữa là rồi. Anh kêu em là taxi về. Có cái chuyện nhậu gì mà nó kinh khủng khiếp hơn không? Có, anh có một lần là em bảo là anh hôm nay anh về sớm giùm em gần 1 giờ anh mới về. Tự nhiên thấy chán bằng đây. Ủa sao vậy? Em mới đang nghĩ chắc là ông này dùng chiêu. Nhìn cái xe thì bị bẻ cái đầu. Hôm đó thì em đi nhậu thì thấy có một xe đậu bên đường. Nhưng mà em lại nhìn sao ra hai cái xe đậu hai bên. Em đi vào giữa cho nó chắc ăn. Trời ơi. Trời ơi. Nghe em kể mà chị nhức đầu quá. Cái đó là xe máy đó. Chứ mà xe hơi không biết làm sao. Trời ơi. À, vậy thì ngoài cái nhậu ra thì chồng em còn có cái tật xấu gì nữa không? Chưa bao giờ anh tặng quà cho em hết trơn á. Đến tận bây giờ. Nói thế thì hơi quá. Thì từ hai đứa em quen nhau tính từ hồi lớp 1 đến giờ thì cũng có 2 lần tặng quà. Một lần thì ngày đó vào dịp 8 tháng 3 hai xe chở nhau 4 đứa thì 3 đứa kia nó mua quà. Thì em cũng ngại quá cũng mua một bó về. Thì cũng miễn cưỡng tặng cho cô thôi. Và còn cái lần gần đây nhất lễ tình nhân vừa rồi á, chở con trai đi chơi thấy người ta bán hoa rất là nhiều nên về bảo hai mua hoa về tặng mẹ đi bố, đành phải mua một bó hoa tặng đan lần phế hai. Trời ơi, bộ vợ em có nhiều tật xấu lắm hay sao mà em lại như thế? Vợ thì không phải là tật xấu nên là em lại cũng hay chủ quan vấn đề đó. Vậy thì em muốn chồng em có một điều gì thay đổi? Bớt nhậu đi một chút, đến dịp lễ sinh nhật hoặc là không cần dịp lễ gì hết mua quà tặng vợ. Em sinh nhật của em là ngày bao nhiêu? Dạ, ngày sinh nhật của em là ngày 15 tháng 3. Wow, xin mời bạn đi với tôi một chút. Đi, đứng đây. Hôm nay là ngày rất đặc biệt bởi vì trước ngày đó là ngày sinh nhật của Quý. Trước khi vào trường quay thì anh chồng anh có đến gặp Quốc Thuận và nói là muốn cho vợ một sự bất ngờ. Xin mời tất cả chúng ta hãy hát vang ca khúc Happy Birthday. Và đây là món quà. Hiện tại chương trình đây cũng tặng cho vợ nhân ngày sinh nhật, cũng bù đắp lại những ngày, những thời gian trước mà hiếm hoi tặng quà. Thì xin tặng một... ảo thuật 2, 3. Wow. Trời đất ơi. Trời ơi, bữa nay bà có thấy bất ngờ với chồng bà không? Em rung quá. Trời ơi. Anh không thấy em rớt nước mắt thì anh xém rớt nước mắt rồi. Ngồi đi em, ngồi xuống đi. Đâu em nói cái cảm xúc của mình lúc này. Mặc dù biết là em rất là đang rung, đang hồi hộp đó. Em cảm ơn ông xã. Em mong là sau này ông xã tiếp tục phát huy như vậy. Thực ra thì có một cái điều này rất muốn tâm sự với quý vị khán giả là trong cái hồ sơ của bạn đó thì tôi có lén lén tôi đọc thử thì tôi biết được là bạn đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống để mà nuôi con, để mà chăm chồng. Và ngày hôm nay thì khi mà bạn nhận được cái món quà của chồng thì bạn có cảm thấy rằng là những cái điều mà bạn đã làm á, nó không hề vô ích đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Khó khăn như thế nào bạn có thể chia sẻ được không? Trước khi mà kết hôn
thì em không có giấu giã em bất cứ chuyện gì hết. Ngay cả cả bản thân em sức khỏe không tốt, có khả năng là không có em bé. Và bây giờ thì là bạn đã có... Bây giờ em bé của em được 3 tuổi rồi. Ôi trời. Đây khi đó thì em cũng biết thông tin rồi, biết tin rồi, nhưng mà em cũng nghĩ là cũng nhiều người không có vẫn hạnh phúc được, nên em vẫn cố gắng nói và cứ yên tâm, cứ định ngày cưới là xong, dù gia đình hai bên có nói gì chứ nữa thì em vẫn quyết định. Cái chuyện tình của các bạn nó giống như là cái chuyện cổ tích vậy đó, gặp nhau từ cái lúc còn ở tiểu học lớp 1, không ưa nhau nhưng mà rồi cuối cùng lại là động lực và niềm tin để mà hai người vượt qua tất cả những khó khăn. Và bây giờ kết quả là em bé đã 3 tuổi rồi. Và ngày hôm nay thì mặc dù sinh nhật hơi muộn nhưng mà vô cùng ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng với những cái mà tiểu tiết nhỏ nhỏ mà hai vợ chồng còn chưa đồng ý về nhau đó, thì sau cái buổi này các bạn sẽ vì cái thời gian mà mình dành cho nhau quá lâu, quá nhiều và vượt qua quá nhiều khó khăn để đến với nhau, thì mình cố gắng làm sao để mà cái thời gian sau này của mình nó đẹp và nó trọn vẹn. Đó là một cái món quà để mà hai bạn tặng cho đứa con trai của mình, bởi vì cái đứa bé đó là một điều kỳ diệu trong cái cuộc đời của bạn. Và nhân đây thì xin xin thay mặt chương trình xin chúc bạn có một tuổi mới thật nhiều niềm vui, lúc nào cũng gặp may mắn và luôn luôn hạnh phúc với gia đình mình đã có. Đoán nè. Đoán hả? Dạ đoán nha. Em phải người Ukraine. Dạ đúng rồi. Ủa sao chị hay vậy? Sao chị biết? Trời, em tưởng đâu đi là em có phải là người Hà Nội không? Em là người Hà Nội. Hay không? Trời hay quá. Giờ thành thầy bói được luôn rồi. Chỉ bói hả? Sao hay quá luôn á. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Nói chứ không phải đoán đâu. Tại vì á thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén lén hỏi bên ban biên tập á là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy. Tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Chồng người Hà Nội. Em nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam đã lâu rồi đúng không? Dạ vâng, em sang Việt Nam 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Để em vợ giới thiệu trước hay chồng giới thiệu? Để em giới thiệu trước. Rồi mà em. Em tên là Sofia Fan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ. Còn Sofia Ma bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Quá trẻ so với tuổi. Như là Sofia có chơi TikTok này đúng không? Dạ và em có TikTok, YouTube. Hai vợ chồng cùng làm TikTok đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng. Mình có coi rồi. Dạ. Có coi TikTok của hai bạn này rồi. Dễ thương lắm. Dạ. Sắp tới nhìn hiền, nhìn đây hiền đúng không? Không có hiền. Lên trên TikTok là khác. Không có hiền tí nào, trôn vợ không ạ? Thật ra lúc đầu vợ chồng em cũng chỉ quay TikTok để cho vui thôi ạ. Nhưng mà đến lúc sau thì thấy được mọi người ủng hộ nhiệt tình, cho nên là vợ chồng em cũng cố gắng quay để giữ lại khoảnh khắc đẹp của gia đình. Dạ. Không ngờ lại được rất là nhiều người ủng hộ đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn nhỏ 18 tháng. Dạ. Thì bạn ấy có tham gia trong clip nào chưa? Có chứ. Chắc em là được nhiều người mến mộ lắm đúng không? Dạ dạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em là Sơn, Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra thì sinh ra ở Ukraine. Nên em không sinh ra ở Việt Nam. Em sống ở Ukraine một thời gian. Xong rồi sau khi hai vợ chồng sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U, xong rồi mới quyết định về Việt Nam để xem, một là xem thị trường, hai là để thử sức mình ạ. Dạ. Nhưng mà ba mẹ em là hiện giờ thì ở đâu? Bố mẹ em thì cũng ở Việt Nam ạ. Nhưng mà không cố định ở một thành phố. Mà do công việc cho nên là bố mẹ em đi lại đi Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội đi liên tục. Dạ. Mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Dạ, em theo học marketing từ hồi học đại học. Xong rồi lên thạc sĩ em học tiếp về marketing. Nhưng mà bây giờ thì em ở Hà Nội thì lại em ở chung với bố mẹ hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ, hai vợ chồng hiện tại đang ở riêng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà là ở ngoài Hà Nội? Ở ngoài Hà Nội ạ. Dạ. Sofia có làm, Sofia làm gì? Em làm content creation.
Nói chung là làm kế hoạch cho các video trên TikTok và YouTube của mình và chỉnh sửa video. Editor. Đúng không? Dạ. Mà thường là em dựng trên trên máy tính lớn hay là em dựng trên điện thoại trực tiếp? Tạm thời chỉ dùng trên điện thoại, edit trên điện thoại. Ừ, giờ rất tiện. Dạ. Chỉ cần một cái điện thoại. Em cũng chào mình bé cho nên là không có nhiều thời gian tiện. Ôi, như vậy là Sơn là du học sinh ở tại Ukraine và cô bé này em sinh ra ở bên đấy luôn. Ra ở Ukraine. Ồ vậy hả? Dạ. À, rồi bạn này là người Ukraine nữa thì chắc chắn là các bạn quen nhau ở tại Ukraine là hoàn toàn hợp lý. Dạ vâng. À, nhưng mà là chắc là quen để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau trong một cái trường, có thể là trường trung học. Và hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã, đúng không? À, thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Khoa tiếng Việt. Vâng. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện cho nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Rồi từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Tức là quen nhau lúc mà đang học đại học. Dạ vâng ạ. Cỡ 20 bắt đầu hỏi. Năm thứ nhất hay là năm cuối? Năm thứ nhất là cỡ 20 tuổi. Hai. Bắt đầu từ năm thứ hai. Dạ. Tức là tầm 20 mấy là quen nhau rồi. Dạ vâng. Nhưng mà em học ở trường đại học đó, em có học tiếng Việt không? Em không ạ. Nhưng tiếng mà Việt lại rồi. Gặp một cô gái Ukraine. Dạ. Lại học cái ngôn ngữ của quốc gia mình. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ. Chắc có lẽ là cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ đúng Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ Jun. Ở trả luôn. Nhưng mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ, lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Sao không học tiếng Lào, Campuchia? Không có, không có. Anh hỏi Sophia nè. Vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ, em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ nè, hãy sâu vô vấn đề nè. Lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng như về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Thì từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối, để tiếp cận đối tượng và làm quen. Xong rồi tìm xem cô ấy cần những cái gì, đang thiếu sót những cái gì thì mình bắt đầu mình tìm cách để mình hỗ trợ và bù đắp. Mà đã vậy là còn phát huy được kỹ năng nữa. Em học ngoại giao nữa đúng không? Dạ, dạ. Cho nên là bây giờ là tiếp cận được Sophia là còn phát huy được cái kỹ năng trong cái sở trường học của mình. Không. Cái này anh hỏi anh tò mò nha. Dạ. Là anh được biết là các cô gái Ukraine rất đẹp. Mà phải nói là về nhan sắc là đứng, phải nói là trong hàng top trên thế giới luôn. Hả? Vậy thì ngoài, anh nói thật nha, ngoài Sophia ra thì trong lúc đó em còn có tia bao nhiêu cô gái nữa không? Thì tất nhiên là cái này nói hơi khó. Không biết cô hiểu không ta? Hiểu hết rồi. Sophia hiểu hết, đúng rồi. Tia. Thì tất nhiên là thời sinh viên thì... Tất nhiên là thời sinh viên thì có rất là nhiều bạn gái, người U đẹp và quyến rũ. Nhưng mà em từ khi gặp được Sophia là em đã cảm thấy là có một cái gì đấy kết nối em với Sophia. Từ khi gặp Sophia là lúc đó cứ cho như là em 20 tuổi đi. Dạ. Và trước 20 tuổi á, là em chưa gặp Sophia là em có gặp cô gái người Việt nào không?
tức là trong cái bộ sưu tập về người đẹp của em đó, là có cô gái người Việt nào không? Thì ở đấy, ở bên U ấy, thì cộng đồng người Việt nó cũng không đông lắm. Mà em ở thành phố Kiev thì cộng đồng người Việt cũng nhỏ thôi. Em lại sinh ra ở U cho nên là cách sống với cách nhìn nó hơi khác một chút. Có thể là nó không hợp với những người con gái Việt. Đấy thì em cũng không... Có nghĩa là chưa dạ, có chưa, một cô chưa. Bạn người Việt. Dạ đúng rồi. À, nhưng mà người U thì có đúng không? Người U thì chắc có thì vậy. Hỏi nhầm Sophia. Rồi bây giờ tới Sophia nè. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, mình nhớ em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều đến anh Sơn. Nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình, rất là người kiểu giúp đỡ, muốn giúp đỡ. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ, có. Mà Sơn là người bạn trai Việt Nam duy nhất hay là trước đó em có quen với con trai Việt Nam chưa? Trước đây em đã sang Việt Nam để thực tập tiếng Việt ở bên trường xã hội và nhân văn ở Hà Nội. Thì cũng ở đó có nhiều bạn trai người Việt mà khen em. Thích em. Dạ thích em, nhưng mà chưa có quan hệ. Em chưa thích ai hết. Đúng không? Dạ, đúng không? Nhiều bạn nhưng mà em chưa yêu ai. Bởi vì em cũng thấy nếu có quan hệ với người Việt Nam nội địa thì nó cũng khó một chút. Bởi vì mình thấy anh Son là Việt Kiều từ Ukraine cho nên là rất là dễ giao tiếp. Nhưng mà trước khi quen Sơn thì em có bạn trai chưa? Dạ có. Đó là đúng không? Đó là gặp Sơn. Dạ. Rồi. Sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào? Và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì coi như là chiếm được cái tình cảm của cô? Khi mà bắt đầu từ cái lúc mà em với Sophia quen nhau ấy, thì bạn em cũng bắt đầu tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Tại vì sở thích cũng giống nhau, cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Thì cũng thời gian nó cứ trôi qua dần dần thì bọn em bắt đầu có cảm tình với nhau càng ngày càng nhiều. Mấy tháng thì cô dính? Mấy tháng? Chắc là khoảng nửa năm ạ. Nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau. Xong rồi sau đó là chính thức là đã yêu nhau. Dạ. Vậy là trong nửa năm đó đó là Sophia có nói sỏi tiếng Việt không? Coi như em cố gắng hết sức để mà dạy tiếng Việt cho Sophia gì đúng không? Dạ vâng. Em cũng cố gắng hỗ trợ cho Sophia về vấn đề tiếng Việt, xong rồi phong tục tập quán của Việt Nam. Những cái gì mà Sophia không hiểu thì em luôn luôn cố gắng giải thích. Còn nếu mà em cũng không hiểu nữa thì em lại phải nhờ đến bố mẹ. Tại mình cũng được sinh ra ngoài bên đó mà. Dạ vâng, đúng rồi. Như vậy thì cái kết quả thi của Sophia có đạt thành tích tốt hơn so với các bạn không? Em học về ngôn ngữ Việt mà đúng không? Dạ, người Ukraine so với người Việt à? Lúc mà em thi á, tại vì em học bên ngôn ngữ Việt. Ngôn ngữ Việt đúng không? Dạ vâng. Vậy lúc em thi á, thi tốt nghiệp á, dạ. Cái thành tích của em có cao không? Dạ cũng cao, là 90, 90 từ 100. Dạ. Là có cái sự giúp đỡ của Sơn nhiều không? Có chứ. Không có đèn hỏi Sơn nè. Thật ra là trong cái tiếng Việt Nam mình á là rất khó nha. Dạ. Nhất là trong cách phát âm. Dạ đúng rồi. Vậy thì em có nhớ cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến cái việc nó liên quan đến cái việc gọi là em dạy cô ấy phát âm không? Có câu chuyện vui nữa không? Hả? Về phát âm sai thì trong đời thường do tiếng U nó cũng là không có dấu, nó cũng giống như các tiếng châu Âu, cho nên là khi mà Sophia phát âm nhiều lúc là Sophia có thể nói nó sai từ ấy,
Em có nhớ cái từ nào mà sai không? Mà nó vui vui á. Từ nào nhà vợ có nhớ? Em nói sai nhau quá. Không nhớ. Tại vì thật ra tiếng Việt Nam mình rất khó nghe. Dạ. À. Vâng, rất khó. Cho nên là thật ra để mà nói ví dụ cụ thể thì cũng khó. Tại vì trong đời sống bình thường, vâng. Cứ sai thì em sẽ cố gắng sửa cho xe khen. Dạ. Rồi. Như vậy là yêu sau 6 tháng là bắt đầu chính thức yêu nhau. Dạ. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa? Hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em ạ? Dạ vâng, cũng bố mẹ em. Cũng kể qua thôi. Chưa đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho xe kia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Mà tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Dạ vâng. Là em đưa Sophia về với bố mẹ em trước, rồi em mới qua gặp bố mẹ của Sophia. Đúng rồi. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà Sophia là sau khi em đi du học ở Anh về. Em du học ở Anh về là em qua luôn từ sân bay, em chạy qua về thẳng nhà Sophia để làm quen với bố mẹ Sophia luôn. Là ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Dạ, biết bạn chỉ trai biết là đúng không? Dạ vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Thì em nghĩ là mọi thứ cũng bình thường. Bây giờ phải hỏi Sophia, sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Có thích không? Có thích không hay là? Vâng, em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích. Cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Và nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên mà Sơn đến nhà em á, Sơn mua cái gì tặng cho bố mẹ? Dạ bạn có chắc mua sô-cô-la, trà từ Anh. Đúng rồi, trà từ Anh. Trà Việt Nam hay là trà Anh? Trà Anh ạ. Trà Việt Nam. Trà từ Anh. Rồi, coi như là sau đó là coi như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. À, như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là trắc trở, khó khăn, thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau có ghen hờn gì không? Đó. Thật ra tình cảm tình yêu của bọn em yêu nhau là 4 năm trước khi cưới. Em phần lớn là phải yêu xa, tại vì lúc bọn em yêu là em phải em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sophia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Ủa như vậy là em học thạc sĩ ở Đức. Dạ. Rồi em đi qua Anh em học cái gì nữa? Em qua Anh trước, em du học xong rồi em mới qua Đức. À. Dạ vâng. Coi như Ukraine là quê hương của cậu rồi. Cậu sanh ở đó rồi. Anh học xong qua Đức. Đúng rồi. Dạ. Lên. Đó. Sau đó bao lâu yêu xa hết. Yêu xa hết. 4 năm ạ. 4 năm. Yêu nhau 4 năm. Dạ vâng. Mà xa nhau 4 năm luôn. Dạ. Nhưng mà thì trong chọn, cái mình em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. Rồi như vậy là anh đoán nha, tức là sau khi đi học về và đi ở bên Anh về đi thẳng qua nhà Sophia. Dạ. Sau đó là coi như là chắc cũng vài tháng là hai đứa đám cưới đúng không? Không, em nhớ là cái hồi anh đi du học từ Anh về là em ở được vài tháng, xong rồi em chuẩn bị giấy tờ để đi du học thạc sĩ ở Đức. Thì sau 2 năm ở Đức, xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Dạ. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Lý do hai vợ chồng muốn thử làm kinh doanh ở Việt Nam. Và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang là mở quán cà phê. Nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Dạ. Nhưng bây giờ nè, hỏi thiệt hai đứa nè. Sống ở Đức cũng có thử rồi. Dạ. Ở Anh cũng có thử rồi. Dạ. Ở U thử rồi. Việt Nam. Giờ thích sống ở đâu nhất? Thấy ở đâu
sống là phù hợp với mình nhất? Em thì thấy ở Việt Nam mình cũng là người Việt, nên là em cảm thấy rất là thoải mái, với con người rất là thân thiện. Với cái quan trọng nhất là ở Việt Nam rất là dễ để kinh doanh. Về vấn đề kinh doanh thì em thấy ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển, nên là bạn bè nước ngoài của em cũng đầu tư rất là nhiều về Việt Nam. Dạ. Tại vì vâng. Còn Sophia thì sao? Em Sơn á là người ta gọi là lá rụng. Lá rụng về cội. Lá rụng về cội rồi. Còn Sophia thì sao? Em có thích ở Việt Nam không? Em rất thích ở Việt Nam. Em cũng thấy ở đây rất là thoải mái. Nói chung là mình cũng thích thời tiết ở Việt Nam, bởi vì mùa đông không lạnh như bên châu Âu. Ukraine lạnh lắm đúng không? Dạ, Ukraine lạnh lắm. Rồi anh muốn biết là cái lễ cưới của em ở bên Ukraine thì cái phong tục của hai quốc gia đó, tại vì dầu gì cái gốc em cũng là người Việt Nam, em cũng hiểu về đám cưới của người Việt Nam. Đó, vậy thì cái lúc mà tổ chức đám cưới của các em á thì nó có cái điều gì khác biệt không? Lúc tổ chức đám cưới ở bên Ukraine thì bọn em chú trọng về phong tục tập quán của U và phong tục tập quán của Việt Nam. Mỗi chỗ mỗi bên lấy một chút. Lấy tại sao vì đó? Ví dụ khi gia đình chú rể qua đón cô dâu thì cũng phải chuộc. Có nghĩa là phải tặng quà, tặng tiền cho em gái hoặc là em trai. Mua chuộc đó. Mua chuộc ạ. Dạ. Khi mà mua chuộc được xong, rước cô dâu về thì bắt đầu thắp hương. Thắp hương bàn thờ tổ tiên. Wow. Thì thắp hương xong thì mới bắt đầu là tiến hành đến nhà hàng. Thì do là số lượng khách cũng đông, là một hai là không có thời gian để tổ chức chi tiết hơn ấy. Cho nên là gia đình cả hai bên đã quyết định lấy những cái thứ quan trọng nhất của hai nước để tổ chức phối hợp lại. Dạ vâng, đúng rồi. Em cái vụ mà mua chuộc á chẳng qua là hình thức thôi đúng không? Hình thức thôi ạ. Có bao giờ mà mua chuộc mà mấy cô em gái ở nhà không chịu cái là không cưới được không? Không chịu thì lại phải tìm cách để nhiều quà hơn để mua chuộc. Em nhớ cái đợt đó em mua chuộc em gái của Sophia, em mua chuộc gì không? Hết nhiều, tức là đó đó đúng rồi đó. Và em mua chuộc vật chất là những gì? Em gái thì đưa tiền, em trai thì đưa xe ô tô. Em trai Sophia lúc đó mấy tuổi? Em trai 8 tuổi. 8 tuổi mua đồ chơi đúng không? Dạ, điều khiển đúng không? Dạ vâng. Điều khiển. Còn em gái là bao nhiêu tuổi? Em gái thì 18 tuổi. Vậy là biết xài tiền rồi. Dạ vâng. Biết xài tiền. Là mua chỗ bằng mini. Rồi. Coi như hai đứa là suốt quá trình yêu nhau là chỉ có yêu xa thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Suôn sẻ, không có giận hờn, không có chia tay chia chân, không có gì hết trơn á. Tất nhiên là có ghen tuông rồi giận hờn. Do là cả hai là phải yêu xa cho nên là bọn em đặt ra mục tiêu là cố gắng học xong thì sẽ tổ chức đám cưới và về với một nhà. Nên là do có mục tiêu cho nên là cả hai bên đều cố gắng theo cái mục tiêu đó. Dạ vâng, tất nhiên là sợ yêu xa 4 năm thì những ngày lễ, những cái ngày Tết, những cái ngày quan trọng, ví dụ ngày lễ tình yêu thì hai đứa không được cùng nhau thì nó cũng rất là tủi thân. Nhưng mà cũng chỉ vì mục tiêu thôi ạ. Chỉ vì mục tiêu cả hai. Nhưng mà anh nói thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, cô này rất là xinh. Dạ. Đúng không? Thì anh hỏi em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài, em có sợ mất Sophia không? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ, tại vì Sophia rất xinh mà Sophia lại lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam. Lại học lại học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn, cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có ghen không Sơn? Ghen không? Anh Sơn có ghen không? Có. Đang hỏi giai đoạn cho yêu nên nha. Trước, giai đoạn yêu á. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Cầu hôn. Em phải xin cầu bố hôn. Mẹ của em có được không? Coi như bố là mẹ xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Tôi đây, đúng không? Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Ừ.
Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. 4 năm. Từ năm 2018. Tháng. Wow. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. Dạ. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau, dạ. 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì nhiều. Sophia chắc biết cái phần này. Ai không có. Đâu Sophia kể đi cái tật nào mà Sophia muốn anh thay đổi nhiều nhất. Thay đổi. Thực ra hồi xưa em thấy anh Son thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà. Wow. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô khi em vào các thứ. Kiểu ở châu Âu nó đã nồm nó phải như thế. Gentleman. Và thiếu lãng mạn này rồi gì nữa. Và em thấy anh Son thay đổi rất là nhanh. Và em thích cái đấy bởi vì anh Son là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Và em rất là thích đàn ông, nó không thích đàn ông nói chuyện nhiều nhưng mà hành động thì ít. Không, đây là cái phần mà kể tật xấu. Dạ, kể tiếp. Kể tiếp tật xấu anh đi. Kể tiếp đi. Thiếu lãng mạn này. Thiếu lãng mạn. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Có bừa bộn không? Không. Có vứt đồ lung tung không? Chắc làm ít massage chan. Mình thích massage chan. Có nghĩa là ít khi làm massage chan. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Không phải là ít khi chăm sóc vợ nhưng mà ít khi làm massage. Có nghĩa là Sophia thích massage chân. Dạ vâng. Mỗi lần. Nhưng mà Sophia có nói với anh biết rằng là em đang mỏi chân, em cần anh massage cho em. Em có nói không? À thích anh chủ động làm. Giờ có ghen không? Có ghen không? Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn. Dạ. Có nóng tính không? Nóng tính cho người khác nhưng mà sơ bội em thì không nóng tính. À nóng tính với người bên ngoài. Dạ, nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Đúng không Sơn? Em nếu mà vợ em nói thế thì chắc là thế. Đấy. Không, nhưng mà cái vấn đề mà massage chân á là đó giờ là em có biết là vợ em rất muốn được em massage chân cho vợ không? Em mới biết là vợ em thích massage. Em thích massage nhưng mà em ít làm. Thỉnh thoảng thì thỉnh làm. Thoảng thì mà... dạ. Ừ. Nhiều hơn. À em muốn nhiều hơn. Đúng không? Sao em muốn nhiều hơn. Thôi giờ còn gì nữa không? Hết à? Dạ, có hết rồi. Không? Có bừa bộn vứt đồ lung tung không? Không, không còn vấn đề. Rồi bây giờ khui luôn nè. Có mê game không? Mê xem Facebook coi như là mạng xã hội không? Mạng xã hội. Có bị nghiện không á? Không, không ạ. Có hay chơi game không? Có chơi game không? Chơi game nhưng mà ít. Ít thôi vậy cũng không phải thật xấu nha. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Sophia. Massage chân luôn. Yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè. Massage chân á. Em mong muốn. Ba lần một tuần. Đó. Ba lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Người chọn. Được không Sơn? Đây là mong muốn của Sophia. Chắc nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp. Nhớ em cũng không đồng ý. Trời ơi, biết là biết gài liền luôn. À, bắt tay là đồng ý. Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân dạ, nha. Em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sophia có tật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Tật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sophia hay lập luận sai ấy thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình, không chịu thay đổi. Là bướng à? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy là thật xấu hay không nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh sinh châu. Trời ơi, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường. Đúng không? Kể cả khi bánh sừng trâu ngon mà. Dạ nhưng mà có nghĩa là một tuần ăn mấy lần? Nhưng mà anh Son một tuần phải dậy trước và mua 7... cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích sáng nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Dạ. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ.
học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì với cà phê sữa nóng. Bánh mì bơ, em có ăn bơ không? Đã có. Đó, cứ bánh mì bơ với một chút salad hoặc là gì, sesame, không phải cái gì gọi là salami. 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 Dạ, đúng không? Ăn hoặc phô mai. Ăn hoài luôn. Từ ngày này qua tháng nọ luôn. Và Sophia là cứ bánh sừng trâu với một cốc cà phê nóng. Dạ vâng. Cái đó là tật dễ thương. Tật dễ thương. Tật tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi. Đúng không? Phải là em đi mua, còn không là bao giờ tự đi mua cả. Nhưng mà sau đó có ăn thêm gì nữa không? Sau đó thì có thể nhịn đến tối luôn ạ. Ăn trưa, ăn tối. Ăn trưa thì em thấy Sophia ít. Phần lớn là ăn tối, ăn sáng, ăn tối. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Khó chứ, cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn. Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sophia có thể là ghen đùa ấy ạ. Có thể là ghen đùa, có thể ghen thật. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên Facebook. Chứ làm gì có người thật. Hoặc là ghen. Tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc, thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là Sophia sẽ bắt đầu trêu hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về chỉ về chỉ vấn đề cuộc sống gia đình. Tại vì cuộc sống gia đình thì không thể tránh khỏi những cái những thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Bây giờ chị hỏi nè, cái cách dạy con á, dạ, ai là người cầm chịch? Có nghĩa là trong có xung đột về cách dạy con không? Dạ, trả lời. Cách dạy con thì ai là người dạy? Em là người dạy. Bởi vì thật ra em là giáo viên, cho nên là cái vấn đề dạy con rất là gần cho em. Em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sophia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột về cái cách dạy với Sophia? Xung đột nói để nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý, tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam, cho nên là nhiều lúc là nếu mà dạy theo sống theo kiểu châu thì cũng không đúng lắm. Cho nên là nhiều lúc là cũng phải góp ý để cho đúng em bé vâng, để cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Mà ông bà nội giờ đã về Việt Nam chưa hay là vẫn ở bên kia? Ông bà nội thì ở Việt Nam lâu rồi ạ. Ở Việt Nam lâu. Dạ vâng. Ở mỗi nơi một chút. Dạ rồi, đúng. Ông bà có can thiệp nhiều vô cái việc dạy con của tụi em không? Không can thiệp nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng thì có góp ý. Dạ. Thì cách dạy của người nước ngoài với người Việt mình có nhiều cái khác nhau lắm. Đúng rồi, khác rất nhiều. Khác nhau. Dạ, vâng, khác rất nhiều luôn. Nội mà cái chuyện mà cho em bé mà khi nó té xuống á. Dạ đúng rồi. Rồi nước ngoài là để tự đứng lên, còn người Việt Nam mình là không có trời xong rồi đánh đất gì thường lắm đó. Thì thường những cái đó là dễ xung đột lắm, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bạn Sơn này cũng đã là sinh ra ở Ukraine, nên là ít nhiều gì là cũng là người Ukraine rồi. Dạ vâng. Và bố mẹ của anh Sơn cũng sống ở bên Ukraine 20 năm. Hơn 20 năm, cho nên là bố mẹ em cũng hiểu, cho nên là cũng chỉ có góp ý thôi. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sophia thay đổi điều gì? Nếu như có? Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi, mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi, thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt thôi. Tại vì mình yêu vợ mình, cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Thôi cứ để nguyên vậy luôn. Cứ để nguyên như vậy. Yeah. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. yêu Sophia có lãng mạn không? Sophia rất là lãng mạn. Vậy thì em cũng, nếu mà như vậy á, thì hoặc là em phải ước, em phải mong là Sophia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sophia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt buộc đúng không? Đúng không Sophia? Bây giờ cho Sophia đó nghĩa là chị Vân đang gợi ý cho Sophia.
Bây giờ cho em thêm một cái điều mong muốn nữa. Thì em nói đi, em mong muốn điều gì? Sơn ơi. Nói bằng tiếng Ukraine cũng được. Mong muốn. Anh Sơn sáng nào phải mua một cốc mì cà phê sữa nóng và một bánh sinh châu. Cho em. Cho em. Và một tuần. Và sau đó một mùa bánh xin chào cho bé Alisa nữa. Nhưng mà còn một tuần thì ba lần gì? À, và ba lần massage. À, trời ơi. Ơi. Sơn đỏ mặt luôn kìa. Đỏ mặt là mắc cỡ là đồng ý đó. Ok, hôm nay nhân dịp đến với chương trình này. Thì thật sự là trước khi chia tay các bạn thì phải nói là rất là chúc mừng Sơn với Sophia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp. Và để có được ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc như hôm nay, để có được nụ cười hạnh phúc, thì rõ ràng là các bạn đã trải qua rất là nhiều câu chuyện yêu thương với nhau. Và hạnh phúc là một lựa chọn. Các bạn đã lựa chọn đúng người, đúng đối tượng để mà chúng ta có thể là trao hết tất cả những tình yêu cho nhau. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh chị ạ. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn. Chúc cái kênh TikTok đó càng ngày càng chuyện view nha. Và chúc luôn hai đứa mau sớm có thêm một bạn dạ. Có muốn không? Có chứ ạ. Rồi anh trước khi tạm biệt, anh chúc cho Sơn và Sophia nha, không có đợi lâu nữa, cái trai nha, vài tháng nữa sẽ có tin vui và dạ, qua năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời đến với gia đình của Sơn và Sophia, và đó là bé trai. Ok, cảm ơn anh chị.